Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp bộ truyện Lỗ Ban Sát Thước của tác giả Lâm Gia Thái Bảo nhé. Tập thứ 6, mời quý thính giả cùng lắng nghe. Những tưởng còn nhiều thời gian để lấy cổ sơn tước lại có lợi. Tuy nhiên trong câu nói của hai đèn lại còn ngụ ý khác. Đó không khác gì bà mẹ nó, còn tới nửa tiếng nữa, nơi đây không biết còn thứ gì ghê gớm, ngần ấy thời gian làm sao trụ nổi đây. Tâm đứng sớ rớ, vừa muốn nhặt xương lên, vừa muốn hỏi ông hai. Số là anh nghe cái tên Tà Miêu Chà Và thấy có phần ngộ ngộ mới hỏi: Bà chú hai à, rốt cuộc bộ xương thú đó là mèo hả? Nó thấy ghê lắm hay sao mà nhìn chú căng thẳng vậy? Chỉ có Tâm kiến thức hạn hẹp mới không biết tới thứ đó. Chứ người như hai đèn, vừa nhìn thiên tượng cộng với phản ứng của hai bộ xương con nít là đoán ra được ngay. Nhất thì phải nói đến Tà Miêu. Ấy là một dạng bùa sống, hay còn gọi là thầy nối, theo ngôn ngữ của giới thầy bà. Tuy nhiên thầy nối làm từ cơ thể con người, còn Tà Miêu làm từ cơ thể của Linh Miêu. Linh Miêu là loài động vật ăn xác, ăn linh hồn. Bởi vậy bản thân của chúng bình thường đã có linh lực rất mạnh, đem đi làm bùa sống thì thập phần lợi hại. Trong giới săn thầy nói, Linh Miêu đuôi năm tấc là linh, bảy tấc là hoàng, chín tấc là trùng. Nhưng con Linh Miêu trấn giữ trên tà bạ e rằng đuôi còn dài hơn cả chín tấc. Bởi vì hai đèn đào xuống đã sâu so với bộ xương mà còn chưa thấy hết, bởi vậy hai đèn mới cho đó là Tà Miêu. Luyện Tà Miêu thì thầy bà nào cũng có thể làm, miễn sao có hàng tốt. Tuy nhiên xưa nay giới này đồn đãi nhau, chỉ có ba chỗ làm ra Tà Miêu mạnh nhất và đáng sợ nhất, gọi là Nhất Chà Và, Nhì Lão Qua, Ba Miến Điện. Trong đó Chà Và chỉ vùng Indo ngày nay, Lão Qua là nước Lào. Trong câu nói này thì ám chỉ vùng biên giới Lào với Trung Quốc, nơi có nhiều núi cao vượt sâu, trừng trầm quanh năm sương phủ. Đã nghe chính danh nói, cổ sơn tước có xuất xứ từ Indo, không loại trừ khả năng con Tà Miêu này cũng có xuất xứ tương tự. Bởi vậy hai đèn mới kết luận đó là Tà Miêu Chà Và. Tâm nhíu mày, ngóc đầu nhìn xuống bộ xương kỳ dị thêm một lần nữa, rồi ném ánh nhìn e ngại qua ông hai. À, con mèo chà già gì đó, có khả năng gì vậy chú hai? Hai đèn có vẻ gấp, nhưng cũng ráng nhịn chút thời gian giải thích cho Tâm trước khi lấy vài vật trong túi vải của ông ra. Ông nói: Bây nên nhớ như thế này. Trong cái thế giới tâm linh, thường thì nước sông không phạm nước giếng. Ví dụ như là một người chuyên trừ tà bắt ma, họ có hệ thống bùa, chú truyền. Tuy nhiên họ với Lỗ Ban Tử chúng ta không sợ thứ của nhau, và cũng không cần đối đầu nhau. Có điều tất cả các giới tâm linh đều sợ con Linh Miêu đã luyện thầy nói. Mày biết sao không? Chính vì nó có khả năng qua lại cõi sống và cõi chết. Nôm na mà nói thì nó như là hiện thân của Diêm La Vương vậy đó. Nếu mày kiểm soát được nó thì cũng như tu thêm 20-30 năm đó con. Tâm nghe mà vẫn chưa hình dung được rõ ràng. Vậy tại sao nó lại phải cắn đầu một cái xác bị quấn trong túi vải đó chứ? Hai đèn lắc đầu, thở dài ra vẻ lo lắng. Thầy kệ nó, gặp núi đào núi, gặp sông băng sông. Mày tiếp tao bài trận đi, hạn chế ác linh xâm nhập. Hiện giờ chưa cần dùng bộ tròn, nhưng mà khi tao hô lên là mày ứng liền nha. Hai đèn nói tới đây thì Tâm bắt đầu thấy lo, nuốt nước bọt mấy cái, thấy cổ họng nghẹn đắng. Lúc này ông hai mới nhìn xuống đống xương đang nằm vất vưởng vô trật tự trên triền núi, cặp mắt tựa như đang suy nghĩ điều gì sâu xa. Tâm bước tới nói: Chỉ còn hơn có nửa tiếng đồng hồ à, hay là bây giờ con với chú hai dùng bộ tròn lấy mầm cổ xương tước trước đi. Hai bộ xương này quay lại nhặt sau cũng được mà. Chưa biết được địch thủ nào trấn giữ núi tà bạ thì đừng có làm bậy bạ. Với lại con Tà Miêu nó dẫn tao với mày đi vòng vòng trong rừng nãy giờ, không thấy sao? Biết đường đâu mà kiếm cái mầm chứ. Tâm cảm thấy ngao ngán, bước tới chỗ mấy mảnh xương gần đó, ngồi khuỵu gối xuống xem thực sự chúng có cái gì
mà ông hai lo lắng đến như vậy. Đột nhiên hai đèn trợn mắt lên, nhảy đến kéo vai Tâm lôi ngược về phía sau, miệng hô: "Nè, đất ăn xương, coi chừng thằng quỷ." Tâm vừa bị kéo ra sau, từ dưới đất phóng lên một nhánh rễ cây cỡ sợi dây thừng, quấn tay anh lại. Hai đèn hết sức mau lẹ, dùng điểm thước chặt phăng xuống thật mạnh, làm cái rễ đứt đôi. Từ bên trong chảy ra chất dịch màu đen hôi thối, chẳng các chị đang đứng giữa hố xu ý. Vừa xong cái này thì cái khác tới ngay. Mặt đất đâm lên rất nhiều những mầm cây nhỏ xíu, trông sơ qua như nấm mọc sau mưa vậy. Chẳng ai bảo ai, hai thầy trò chạy lên triền dốc, kiếm một tảng đá rồi phóng lên đứng trên đó. Tâm trượt chân phải cúi sát người xuống, cái túi đeo con hào bị sứt dây. Nó cũng không chịu để yên cho té, lập tức đạp chân phóng một cái. Có điều không rơi gần Tâm, mà lại chạy thẳng vào trong bụi rậm. Tâm la lên như bị cắt tiết, trong giây lát có ý định phóng xuống đuổi theo con hào. May mà ông hai chụp lại kịp, rồi quát lớn: "Dừng lại đi cái thằng này, chết hết bây giờ. Nên nhớ con hào nó mạnh hơn mày nhiều, đừng có mà tội lòng." Nhưng mà... Tâm như ngồi trên đống lửa, nhìn về hướng bụi rậm mà con hao chạy vô. Nửa muốn phóng đi ngay, nửa bị ông hai giữ lại. Ông nói: "Mày nên nhớ nơi đây không phải chỗ bình thường. Con hao không lo cho mày thì thôi, mày làm gì đủ sức mà lo cho nó. Tráng lên, xíu nữa là xong rồi. Tao tin con hao nó bỏ đi là có lý do thôi." Lòng ngực Tâm như đánh lô tô, bực tức lắm. Nhưng có bộ lời ông hai nói không sai. Bây giờ mà anh chạy theo con hao thì chết lớn. Anh siết tay bất lực, nói với ông hai: "Bà mẹ nó chú hai, sao mà cái tụi ma quỷ này khoái kiếm con quá vậy?" "Không hẳn là ma quỷ, mà là đất. Không biết lý do gì mà đất ở đây cố ý muốn giữ lại hai bộ xương kia rồi. Có bộ tàn bộc tán của tên quan thiết ngày xưa để lại hơi nặng, yếm hại đứa trẻ quan nghiệt mà căm thù tột độ đó." "Hai đứa nhỏ thôi mà, sao yếm người ta dữ vậy?" Hai đèn nhìn Tâm, thở dài nói: "Lòng người mà mày, ai biết được. Bởi vậy lúc đầu tao mới kêu đừng có mà để hai cái túi chạm đất. Tàn bộc tán hình như đánh hơi được hai bộ xương, cho nên muốn đổi lại đó." Tâm ngồi xuống hòn đá, hai tay choàng qua đầu gối, phóng ánh mắt về thâm thẳm sâu của núi rừng Tà Bạ. "Bây giờ tính sao đây chú hai? Xương không lấy lại được, đường cũng có mà đi nữa." "Bình tĩnh đi, khổ tận cầm lại. Lúc mày thấy khốn nhất thì đường đi lại sát bên rồi." Dứt lời, ông hai lấy trong túi ra một sấp vải. Dưới ánh sáng mù mờ của trời đêm, Tâm thấy vải rất cũ, có mùi tanh, loang lổ vết ố đen. Ông lại lấy ra ba khúc gỗ vuông, dài bằng cùm tay đến khuỷu tay. Bằng động tác nhanh nhẹn đã thắp lên được ba cây đuốc, đưa cho Tâm hai cây, ông một cây. Giữa trừng khuya tụ mù, ánh đuốc bừng lên làm cho không gian sáng hơn. Nhưng ánh đuốc bập bùng hát bóng trừng cây lại làm dậy lên sự ma khoái. Tưởng chừng như có vô số bóng ma đang nấp sau từng thân cây, chực chờ mà nhảy ra cắn lấy hai người. Tâm tò mò hỏi thì hai đèn đáp: "Đuốc giải liệm. Đi rừng mà nghi ngờ có ma quỷ thì đừng có dùng đèn pin, mà nên dùng đuốc. Nếu mà dùng đèn pin á, thì sẽ bị những thứ tà ma liếm cho hỏng hóc đi. Giữa lúc thập tử nhất sinh mà không thấy đường thì coi như là chết chắc. Vì vậy dùng đuốc nó tiện hơn. Vì để liếm tắt được cây đuốc, đòi hỏi con ma con quỷ đó phải mạnh dữ lắm. Nếu nơi đây hôm nay có thứ nào liếm tắt được ba cái đuốc giải liệm này á, thì coi như tao với mày thấy sốt." Trước đây Tâm cũng có nghe loáng thoáng về chuyện dùng giải liệm trừ tà. Đại khái là lấy độc trị độc, thứ tà nhiều đuổi thứ tà ít, hoặc làm cho bọn ma quỷ nghĩ rằng ở đây là đồng bọn. Có điều anh chưa được biết rằng loại giải liệm mà hai đèn dùng dĩ nhiên không phải giới ở đâu cũng dùng được. Loại giải này lấy từ các xác, một là phải phân trả rất nhanh, hai là quá thành sáp. Người ta quan niệm những tấm giải quấn xác này mới có sức mạnh đuổi tà được. Ngoài ra, giải phải được cắt thành sáp vuông, cạnh là 1,33 m, ghi kinh văn bằng tiếng âm hoặc là phạn lên hai cái đường chéo. Có vậy thì khi làm đuốc mới hiệu quả được. Những khúc gỗ vuông mà hai đèn lấy ra cũng không phải bình thường, mà đó là chân của cái ghế kê hòm ở nhà xác. Thông thường những cái ghế này làm bằng gỗ tốt, rất bền.
những cái nào đột nhiên hư hỏng một hoặc hai chân thì người ta cho rằng cái chân gãy hư đó đã hấp thụ nhiều âm khí, dùng vào việc đốt đuốc chung với giải liệm cho hiệu quả cao hơn. Còn nếu gãy đi, hư hại ba hoặc bốn chân cùng lúc thì nên ném cái ghế ấy đi thì hơn, không thì sẽ chết không kịp ngáp. Dĩ nhiên chuyện kiểm chứng toàn bộ thông tin trên là một việc rất tốn thời gian. Đa phần những người bước vào giới này đều lấy tâm niệm, có thờ có thiên, có kiêng có lành lên làm đầu. Chẳng ngu dại gì mà tự gây chuyện khó cho mình. Vậy nên được mấy ai hiểu rõ tại sao lại có những quy tắc như vậy. Người từng trải kinh qua hết thì lại không dư dả thời gian, hoặc là không muốn kể, tựa như hai đèn vậy. Hai đèn lấy cây đuốc của mình cắm trên một góc bên cạnh cái hố, nối với tâm giữ hai cây đuốc còn lại, đừng để rơi xuống đất. Liên tục để ý ánh lửa. Nếu lửa bên trái yếu đi thì phải quay lại lôi hai đèn dậy. Nếu lửa bên phải yếu đi thì lập tức ném cây đuốc bên phải và chụp cái cây mà ông đang cắm dưới đất lên thay cái cây vừa ném. Tuyệt đối không được sao nhãng. Tâm thắc mắc: Ừ vậy cái lúc làm bộ tròn thì sao chú hai? Lúc đó thì ném đại hai cây đuốc về hai hướng. Nhớ nghe, nếu mà lỡ như cây bên phải bị yếu mà mày đã ném đi rồi thì khi ném hai cây sau đó không được ném chung một hướng với cây ban đầu đã ném. Bằng không tao với mày bị hút hồn liền đó. Tâm nuốt nước bọt ực một cái rồi gật đầu. Hai đèn lý giải thêm một lần nữa cho cậu lỗ ban tử mới vào nghề. Ở đây có ba cây đuốc. Cây bên trái là tao, cây bên phải là mày. Còn cái cây tao cắm xuống đất là Kim Lân Đại Tiên. Dù muốn dù không thì mày là cũng là đệ tử của ông. Hai cây đuốc kia có thể yếu, còn cây cắm dưới đất này mà yếu thì tao với mày xong phim đó. Anh nhìn hai cây đuốc trong tay mình, nhìn luôn cây ông hai cắm dưới kia. Chẳng lẽ có chuyện số mạng con người phải trông cậy vào ba đốm lửa này hay sao? 1:45 sáng, rừng đêm tà bạ bên ngoài đã lạnh như đông đá vì mồ mã và cây rậm. Tuy nhiên ở cái hố xương tà miêu chà bà này thì lại nóng như lửa đốt. Ông hai lấy ra trong túi vải một cái hình nhân giấy bằng lòng bàn tay, dùng điểm thước vẽ lên một hình liên hoàn theo thứ tự từ trên cổ hình nhân xuống tới ngay trốn là tròn, vuông, tam giác. Đoạn ông lấy ra bốn cây đũa, ba cây đinh dụ, thứ tự cắm bốn góc ngoài và ba góc trong, bao vây lấy xương tà miêu là trung tâm. Vừa làm ông vừa làm trầm độc chú bằng tiếng âm hết sức khó nghe. Tâm cầm hai cây đuốc thủ thế, được chốc lát thì anh quay đầu ra sau thoáng nhìn. Ông hai vẫn đang tỉ mẩn tách đất, canh đúng vị trí để gỡ xương sống tà miêu ra mà không làm vỡ trễ của cổ sơn tước. Tâm định hỏi ông hai nhiều lắm, nhưng thấy ông đang tập trung nên không dám quấy rầy. Kỳ thực chuyến đi này có rất nhiều điểm đáng ngờ mà cho tới bây giờ anh mới nhận ra. Đầu tiên đó là lời kể của Vi. Theo đó thì cô bé tìm thấy cổ sơn tước phát sáng lấp lánh ở bên dưới một đống lá khô. Nơi đó có một đám sậy. Trong khi chỗ này đất lạnh, mồ mả hoang vu, làm gì có sậy. Thứ hai, nếu nói như ông hai rằng hai đứa nhỏ bị chôn trong cái tàn mộc tán đó cho không ai lấy ra được, trong khi cái hố ấy nếu hình thành nên dĩ nhiên phải trải qua thời gian rất lâu, làm sao bọn nhỏ này nằm im trong đó ngần ấy năm được. Ngay cả chuyện tàn mộc tán không sụp cũng đã là kỳ tích rồi. Không lẽ trùng hợp tới độ bọn chúng tự ngã vào đó mà cái mộ lòng máng đó không đổ đi. Thứ ba là con hao. Nó không sủa mà chỉ phóng rồi chạy đi. Điều đó nghĩa là sao? Chó là loài vật hết sức nhạy cảm. Lúc hăng thì sủa, lúc sợ thì rên ư ử. Rất hiếm khi có chuyện bị kích động mạnh mà lại không phát ra âm thanh nào. Từ từ, Tâm vừa nghĩ ra được một giả thuyết kỳ cục, liền quay ra sau hỏi ông hai ngay. Chú hai à, có khi nào... Câu hỏi bị bỏ ngỏ đi khi anh phát hiện ra sau lưng mình tất thảy các ngôi mộ kia đều quay bia mộ về hướng cái hố từ lúc nào. Trong bia mộ là hình một khuôn mặt không có tròng mắt, hai hốc mắt đen ngòm cùng cái miệng đang nhìn về phía này chăm chăm. Tâm giật mình suýt quăng luôn hai cây đuốc. Tuy nhiên cơ thể phản ứng mạnh, chân anh gạt luôn cây đuốc mà ông hai cắm dưới đất. Hoảng sợ anh nhìn xuống thì thấy cây đuốc đã yếu như chực tắt từ lúc nào. Tay nặng như đeo đá, anh hoàng hồn nhìn xuống,
từ hư vô hiện ra hai bàn tay xám ngắt đang chụp lấy bàn tay của anh mà gỉ xuống. Tâm hét lớn, lúc này chẳng cần gì khác, anh lập tức ném hết đuốc đi, vừa trung như cày sấy, vừa lấy hũ thuốc Vi đã đưa cho. Phen này phải gọi lỗ ban thê càng sớm càng tốt. Lính quýnh làm cho tay chân bợp chợp, hũ thuốc rơi xuống đất. Anh vừa cúi xuống nhặt thì chạm mặt một đứa trẻ nhỏ không có mắt. Nó áp sát mặt anh, đích thị là một trong hai đứa con nít chết trong hố kia. Nó đạp lên thuốc không cho anh chạm vô. Tâm thì còn hơi sức đâu mà lấy. Anh ngã ra sau, chống tay bò mấy cái trên đất, mặt quay ngang thấy hai đèn đã gục bên cái xác khô từ lúc nào. Có thể thuật lỗ ban tử Tâm chưa học được nhiều, nhưng đạo nghĩa thì anh không thiếu. Trong lúc thập tử nhất sinh, anh vẫn không quên ông hai, vội bò tới, hai tay trung như cày sấy kéo ông hai ra, vừa lay vai mạnh vừa quát lên: chú hai à, tỉnh dậy đi chú hai. 1:55 sáng, Tâm như rơi vào địa ngục. Anh xốc hai đèn dậy, nghĩ thầm trong đầu giờ mà có chết cũng ráng đem ông hai ra khỏi đây được, rồi ra sao thì ra. Hai đứa nhỏ đứng cách anh một quãng chừng 3 mét, im lặng không nói, dán bốn cái hốc mắt đen ngộm trỏng không ấy vào anh. Anh để ý thấy y phục của tụi này không giống con nít ở đây, trong bọn này cứ như quấn vải lên người thì đúng hơn. Thời gian nhích từng chút một, đến thời điểm giờ Sửu 3 khắc. Lúc này dưới cái hố, hai bộ xương động đậy. Những tưởng cái xác người trong túi vải ấy thoát ra khỏi nanh vuốt con tà miêu, chuẩn bị sống dậy gieo rắc tai ương. Ai dè thứ động đậy lại chính là con vật thay nối kia. Tâm đớn người, đây chính là giả thuyết quái đản mà anh vừa nghĩ ra hồi nãy. Đến hỏi chuyện hai đèn xem thực hư ra sao. Từ lời kể của Vi về nơi phát hiện ra con tà miêu, Tâm cho rằng có khi nào con tà miêu này biết đi hay không, nghĩa là trong một đêm con quái vật này sẽ di chuyển ở một số nơi. Hôm bữa Vi thấy nó ẩn dưới đống lá khô, hôm nay thì nó nằm trong một cái ủ mối sụp. Hai cái xác con nít bị ếm trong thế tàn mộc tán, chắc chắn là vai vế gì đó so với con tà miêu này. Tâm nhìn vào thế nằm của con thay nối, nó chụp lên đầu bộ xương người. Anh đoán chừng nó tha bộ xương ấy theo thì đúng hơn. Thoáng chốc từ thế trận bại sẵn, hai thầy trò họ lại bị vây bởi hai hồn ma con nít kia cùng với bộ xương tà miêu. Bọn chúng càng siết chặt vòng vây hơn thì mồ hôi Tâm lại đổ ra dữ dội như tắm, miệng khô răng. Con tà miêu lấy thế định nhảy lên vồ lấy đầu Tâm. Trong thời khắc sinh tử ấy, anh dường như đã thấy hào quang phản chiếu của đời mình chạy nhanh qua trong tiềm thức. Cho tới khi một tràng âm thanh vun vút xé gió vang lên sát bên tai, làm anh tỉnh dậy. Trước mắt anh là 3 cây dao đi rừng cắm vào đất, làm con tà miêu sợ hãi lùi về sau. Miệng nó gầm gừ mấy cái. Hai hồn ma tụi nhỏ thì biến đi đâu mất. Từ phía sau vang lên tiếng một người con gái: là ai? Săn lan hay đập miễu? Mà giờ đây giờ này. Biết là có người tới cứu, bao nhiêu sinh khí Tâm dồn hết vào cuốn họng, kêu lên: Cứu mạng chị hai ơi, cứu! Từ trên mỏm đá gần đó phóng xuống hết sức gọn gàng, đáp đất nhẹ nhàng như mèo, là một cô gái. Ánh sáng mờ ảo nhưng vẫn không che được sự mạnh mẽ hoang dã từ thân hình cùng với khí phách. Cặp mắt sáng lên trong đêm và giọng nói như bậc nữ vương: nghe mùi không phải là săn lan hay đập miễu. Hai người là đạo diễn hả? Tâm đã nghe qua từ đạo diễn, Vi cũng được gọi bằng danh xưng đó. Theo anh nhớ thì đây là cách lục lâm gọi những người chuyên dùng bùa ngải. Anh mặc kệ mấy cái lục ngữ xa lạ, kêu lên: Chị hai à, cô chừng, con mẹ ma này nguy hiểm lắm, nó giật sư phụ của em rồi. Cô gái kia nhíu mày: thứ này có gì mà ghê? Tà miêu như tức điên, nó cong lưng, đuôi dài ngoằng như sợi dây thừng đang quơ trong không trung. Mầm cổ sơn tước trong mắt nó bừng lên ánh sáng xanh mãnh liệt, làm cái hộp sọ phát sáng như đèn lồng ma quái. Cô gái không hề nao núng, đôi tai như khung cưỡi, tốc độ nhanh tới chóng mặt. Rút trong cái túi vuông đeo bên hông ra những thứ tựa như kim mai,
dài gần gang tay, phóng đi xé gió. Tà Miêu thấy Kim thì sợ như mèo sợ nước, cứ thế né đoạn liên tục. Cô gái áp đảo, lúc này chẳng thấy hai hồn ma kia dám ra trợ giúp. Tâm cũng dần lấy lại bình tĩnh, liền đặt hai đèn nằm xuống. Anh thì tìm lại cái hũ thuốc mà Vi đưa cho, thử dùng lỗ ban thê giúp sức cô gái kia xem sao. Lúc này Tâm mới thấy sự lạ. Rõ ràng cảm giác từ khi cô gái này xuất hiện, Tà Miêu đã không còn đáng sợ. Thậm chí không gian xung quanh không còn ma quái như lúc nãy hai thầy trò ở đây nữa. Khác biệt lớn nhất là cái mùi hương, có một mùi thoang thoảng như xả trong không khí. Anh tìm thấy hũ thuốc, không nói không rằng liền đổ lên tay, định gọi lỗ ban thi. Ai dè một cánh tay chụp tay anh lại đầy kiên quyết. Lại nói về cô gái kỳ lạ mới xuất hiện ra, cô đối mặt với Tà Miêu không chút do dự, ánh mắt lại rất mạnh mẽ, hai tay liên tục phóng những mũi kim, làm con thây nối kia không có đường nào tiến tới, đành thúc thủ chạy trốn. Bố cục chòm mã lung tung lộn xộn, con Tà Miêu bị ép một hồi, không còn đường nào khác chạy, đành phóng lên một cái mã đá cao ngang vai. Ai dè vừa lao lên đã thấy một cánh tay trắng chắc đợi sẵn, chụp ngay cổ nó. Không ai khác chính là Hai Đèn. Vừa đúng 2 giờ, Tà Miêu dùng đuôi quấn chặt ông Hai, nhưng đã quá muộn. Một đòn điểm thước đâm ngay giữa sọ, làm nó vỡ ra như đập một quả trứng. Mũi giết xuyên ra sau ót. Ông Hai vuốt mạnh dọc xương sống con mèo quái dị, làm xương xung quanh rơi hết ra. Tà Miêu chính thức sụi xuống như một con rối đứt dây. Hai Đèn dùng lòng bàn tay trái cầm phần sọ còn dính xương sống Tà Miêu, quấn xương vào tay. Vẻ mặt của ông lúc này có phần dữ tợn, Tâm nhìn thấy còn e dè. Hai Đèn quay sang nói với cô gái: cảm ơn cô đã giúp hai thầy trò tôi, chắc cũng là dân trong nghề, hy vọng có ngày gặp lại sẽ cảm tạ sau. Cô gái bấy giờ mới đứng gần. Hai Đèn nhặt cây đuốc còn cháy dang dở lên, ánh sáng vừa đủ soi khuôn mặt. Tâm nhìn cô ta mà sững sờ cả người, từ nhỏ tới lớn anh chưa thấy qua vẻ đẹp như thế này. Nó không nằm trong những mỹ từ được cố định hàng ngày. Cơ bản anh chỉ biết có khi không bao giờ anh quên được cô gái này rồi. Tâm có chút khó chịu vì Hai Đèn cáo từ cô ta sớm quá mà không chào hỏi làm quen. Anh định mở lời thì cô gái đã nói trước: nè ông chú, đồ quý như vậy mà chú nói đem đi là đem đi hay sao? Làng quý không ai trông coi, gửi đi đường tiện thì lấy thôi, có gì mà so đo thiệt hơn chứ. Cô ta thủ thế dường như quyết ăn thua đủ. Dùng này gần đây xuất hiện xà niên, làm sao tôi biết ông không phải đám lục lâm đen? Lấy cổ sơn tước đi làm chuyện xấu thì sao đây? Cô cũng biết cổ sơn tước sao? Đừng hỏi nhiều nữa chú hai, giờ giải thích rõ ràng đi, bằng không thì đừng mong đem được cái mầm cây đi đâu cả. Ông hai cười lên thích thú, để tay trái đang cầm cổ sơn tước ra sau, dường như sợ làm hư hại nó. Ông nói: hai tôi thấy tuyệt kỹ phóng kim của cô rồi, xem ra sư phụ của cô cũng là dạng đại cao thủ, dám hỏi có phải là một trong thập đệ tử hay không? Cô gái nhíu mày: thôi đừng cù nhây nữa ông chú, hai người là ai mà lại muốn có cổ sơn tước gì? Tâm định nói về sự nhờ giả của chính danh, ai về phía sau mấy bụi rậm đột nhiên có tiếng người, có cả đèn pin đuốc, thoáng chốc đã có gần 20 tên to cao hầm hú đứng xung quanh họ. Khi chui ra khỏi bụi rậm, bọn chúng tắt bớt đèn pin đi, chỉ cầm đuốc. Một tên trong số đó chỉ tay về phía Hai Đèn, cho quát lên: Hai Đèn, mày hay lắm, không ngờ theo dõi mày chút xíu mà nhớ ngay được đồ ngon như vậy. Hôm nay coi như trả thù được cho thằng em tao rồi. Tâm ngơ ngác: mày lại liên quan gì tới bọn tao? Mày đừng có giả này, thằng Tèo thợ hộ, nó chính là bị hai thầy trò mày hại chết. Hai ba hôm nay tao theo dõi hai thằng mày, biết được tụi bay cũng ghê gớm lắm. Hôm nay có thầy tao từ Nam Giang qua, tao cho thằng già Hai Đèn quỳ lại em tao dưới suối vàng thì mới hả giận được. Tâm nghe đến cái tên Tèo thợ hộ thì cơn tức dâng lên, liền mắng: thằng em của mày dám yếm nhà tao, mẹ tao chết lên chết xuống, nó bị giật lại chết là đáng rồi, ở đâu ra mày về đòi trả thù?
Với lại cái chết thằng em mày á, bọn tao không liên quan. Xử em mày giơ tay lỗ bằng tử tụi tao. Em mày chính là bị cái đám ăn chia nó giết bịch đầu mối đó thằng ngu. Cô gái nghe tới đó thì quay sang hỏi: Lỗ Bằng Tử, hai người thuộc phái này thật hả? Thấy có dịp làm quen, Tâm không định bỏ qua. Ai dè tên đầu gấu bên kia lại phá đám: Cầm con mẹ mày lại, để thầy tao giả chích mẹ tụi mày bây giờ. Nói dứt lời, hắn quay sang làm điệu bộ mời mọc người đàn ông trung niên, dáng vẻ gầy gò tầm thước, mặc bộ đồ tàu, đầu lại quấn khăn che đi tóc muối tiêu. Ông này giật văng cái áo ra, xé toạc ra, khoe cơ thể chằng chịt hình xăm ngoằn ngoèo, làm cho hai đèn giật mình. Bộ năm ông sao? Tên đầu gấu lớn tiếng: Trăm sự nhờ thầy. Ông thầy kia bắt đầu giận khí, hùng hổ bước tới. Thứ áp lực này Tâm cảm giác không hề đơn giản. Nhịp thở của anh cũng bị rối loạn theo. Anh nhìn sang hai đèn, xem ông ta định đối phó ra sao. Ai dè tên thầy năm ông kia đi được nửa đường, thì Tâm nghe phút một tiếng, tên đó ngã ra dãy dụa, thằng khóc như cha chết. Hai đèn đưa mắt nhìn sang cô gái, cô ta huýt sáo bình thẳng, bỏ hai tay vô túi quần. Tên đầu gấu cùng đàn em vội chạy tới đỡ tên thầy năm ông, liên mồm mà hỏi: Trời, thầy sao vậy? Tên thầy kia sùi bọt mép, đánh mắt nhìn về phía cô gái rồi gục ngất đi, trong khi tay chân dẫn lên cơn dãy điên cuồng. Tên đầu gấu tức điên, rút từ thắt lưng ra mấy cây dao sáng loáng rồi chửi lên: Mẹ nó, là đứa nào đánh lén thầy tao? Bọn mày là lũ hèn, có ngon tra chiêu đàng hoàng đi. Tâm chỉ thấy cô gái kỳ lạ kia vung vẩy đôi bàn tay nhỏ nhắn, tựa như đang vẫy tay cho khô sau khi rửa vậy. Ấy vậy mà sau mỗi cái vung tay, một hoặc hai tên đàn em của gã đầu gấu đổ rạp xuống như lúa gãy đi. Tên nào tên nấy sùi bọt mép ra, co giật lên như chó phải bả. Hắn sợ quá quỳ xuống van lại rối rít: Chú với anh chị tha cho em. Em lỡ dạy, thằng em của em đáng tội lắm. Chú và anh chị tha cho em chứ. Cô gái gằn giọng, từng câu từng chữ nghe như mệnh lệnh của nữ hoàng: Lôi đám đàn em của mày á, đi quất mắt tao ngay đi. Từ đây về sau đừng để tao thấy mặt tụi mày lần nào nữa. Tên đầu gấu dạ liên hồi, rốt cuộc bỏ chạy thẳng một lẹo, không thèm cuốn đồng bọn, kể cả tên thầy năm ông. Tâm cười lên đắc chí: Gái sớm á, ăn cái gì hả thằng kia? Đoạn quay sang cô gái hỏi: Ủa mà mấy cái thằng nằm đó có chết không vậy? Sao ghê quá vậy chứ đẹp? Cô gái có vẻ lạ lạ cách gọi chế đẹp này, nhưng vẫn giải thích: Chỉ là phong bế huyệt vị của bọn nó thôi, không có chết đâu. Đêm nay cho mũi tà bà nâu nê một bữa. Ở tốc độ phóng kim này, hắn phải là một tẩu lộ thượng thừa mới có thể dạy được. Tà miêu khi nãy mà để dính kim, sợ rằng xương cốt của nó cũng nát đó. Tâm hỏi ngay: Ủa, tẩu lộ là gì chú hai? Hai đèn nói Lục Lâm chia ra nhiều nhóm người, mỗi nhóm phụ trách mỗi việc. Thường thì khi đi săn lan quý, không chỉ có dân săn lan mà thôi. Cả một hành trình vượt núi cao rừng thẳm, gặp lam sơn chướng khí, trắng độc thú dữ nhiều không kể xiết. Hành trình đó chắc chắn cần một người thầy thuốc chăm lo sức khỏe cho cả đoàn. Thầy thuốc như vậy Lục Lâm gọi là tẩu lộ. Cơ bản là chuyện sức khỏe trong Lục Lâm cũng rất quan trọng. Cách chữa không thể hoặc là khó dùng tây y được, vì hệ thống ấn, chú, phù của Lục Lâm đòi hỏi một cơ chế điều trị khác. Trị bằng thuốc tây là hư bùa hết cả. Tẩu lộ thường dùng kim để chăm cứu. Chuyện tẩu lộ bàn sâu thì nấu đến sáng cũng không hết. Chung quy lại thì tốc độ chăm kim của họ là tối quan trọng. Lục Lâm đi chỗ hiểm thì độc gặp phải cũng là loại hiếm. Chăm kim chậm một giây thì coi như khỏi cứu. Vậy nên đôi bàn tay của tẩu lộ cũng như đôi bàn tay của Lỗ Bang Tử vừa là vũ khí lợi hại, vừa là yếu điểm chết người. Vì tốc độ chăm kim nhanh như gió như vậy, cho nên tẩu lộ có cách phòng vệ là phóng kim. Màn trình diễn vừa rồi là một ví dụ. Cô gái gật gù đáp: Ừ, ông chú đây cũng biết nhiều quá chứ. Nghe danh Lỗ Bang Tử đã lâu, nay mới được giao lưu. Mà tại sao lúc nãy chú lại giả vờ ngất vậy? Hai đèn nhìn cô gái, ông cũng đoán được phần nào đó xuất thân của cô, liền hỏi: Chuyện tôi đoán ra được, vậy thế trận liên hoàn trừng mã, tàn mộc, tà miêu này kể ra cũng dễ.
lát nữa sẽ kể sau. Nhưng mà trước tiên tôi cần biết cô đây là ai đã. Cô gái chuyển giọng xưng hô, không còn gay gắt nữa mà trở nên hiền dịu, lễ phép hơn. Dạ, con tên là Tú Linh, là đệ tử của Lục tỷ. À, quả đúng như tôi đoán. Tâm còn ngơ ngơ về cái tên Lục tỷ, thì hai đèn nhắc anh mới nhớ ra, bà là đệ tử thứ bảy của Lý Huỳnh, lớn hơn chính danh ba bậc. Người đời trước xưng tụng bà là Kim Thủ Thần Y, khỏi kể cũng biết tài tẩu lộ của bà khủng khiếp tới cỡ nào. Hai đèn hỏi thêm: tại sao cô Linh lại vào rừng mã giờ này vậy? Tú Linh thở dài: dạ, chẳng giấu gì chú hai. Mấy bữa trước chú hai cũng nghe về cái việc chết ma giấu có xà niên xuất hiện trở lại. Xà niên đó giống dĩ là bạn của con. Lúc xảy ra việc là con đang ở Hà Tiên, liền chạy về đây. Mấy ngày rồi vẫn chưa tìm ra cách gì khả dĩ, thì con có đi tới đây. Ai dè lúc ở chân núi á, thấy chú rượt theo anh kia lên đây. Con tưởng là Lục Lâm Đen cho nên con đi theo đó. Ừ, Lục Lâm Đen là gì vậy chú hai? Ờ, giống như mafia trong xã hội con người vậy. Xã hội Lục Lâm cũng có thành phần biến chất, chuyện thương thiên hải lý gì cũng dám làm, đó là Lục Lâm Đen. Tú Linh nhìn Tâm hỏi: ủa, anh này mới vào Lỗ Băng Tử hả? Ờ dạ, em mới vào được 2 ngày thôi chứ đẹp à. Tú Linh nhìn Tâm khù khờ thì cười, rồi nói: trời ơi, em nhỏ tuổi mà, xưng vậy tổn thọ em chết. Mà sao chú hai với anh Tâm biết trong này có cổ sơn tước? Ờ, thú thật với cô Linh, chuyện này là chính danh nhờ bọn tôi làm đó. Chú Chính hả? Trời đất, Lỗ Văn Tử dạo này nhiều người tìm. Thực ra con ở Hà Tiên cũng nghe ngóng lâu nay, cũng mong muốn được gặp Lỗ Văn Tử. Ai về lúc quay về Thất Sơn thì lại gặp ở đây. Tâm cười hề hề: ủa, mà cô Linh muốn gặp có chuyện gì không? Tú Linh có vẻ do dự, không định nói. Chuyện là con cũng tính nhờ Lỗ Ban Tử giúp một chuyện. Thiệt ra là sư phụ con... Cái gì? Trong một ngày mà hai người đệ tử của Lý Huỳnh nhờ Lỗ Ban Tử, đùa tôi chắc. Dạ thiệt đó, tại vì sư phụ con đã thử nhiều cách rồi mà không được. Nghe Tú Linh nói vậy thì hai đèn cũng không còn cách nào thoái thác. Ông suy nghĩ giây lát rồi nói: ờ thôi bây giờ như vậy đi, nơi này cũng không tiện ở lại bàn mấy chuyện này đâu. Không ấy quay về núi Két, dù sao trên đó cũng là sư thúc của cô Linh đây. Sẵn có chú Chính ở đó rồi mình bàn luôn. Tôi cũng phải đem cái này về cho ổng mà. Tú Linh nghe tới chuyện quay về gặp chính danh thì thoáng dễ do dự. Tâm chợt lên tiếng: ờ phải rồi, đi về. Con còn kiếm con hao nữa, nãy giờ không thấy nó đâu hết á. Mà cái đồng hồ con nó chết luôn rồi, nãy giờ cứ chỉ chích trân 2 giờ. Hai đèn gật đầu, Tú Linh không còn cách nào khác đành thuận theo. Tâm nhìn bộ xương người trong tấm vải bên dưới thì lơ ngơ. Anh hỏi: mà chú hai à, rốt cuộc bộ xương này là sao vậy? Không lẽ mình cứ bỏ đi vậy? Hai đèn cũng nhìn bộ xương rồi nói: lúc nãy đất độc, do con tà miêu quấy phá. Mày nói cũng đúng, bây giờ đi gom xương lại, tao chôn một chỗ rồi đọc bài kinh cho họ thanh thản vậy thôi. Tâm dạ một tiếng rồi lại sực nhớ ra hai đứa nhỏ. Anh hỏi: mình có cần chôn hai đứa nhỏ không chú hai? Hai đèn nhíu mày: hả, hai đứa nhỏ? Hai đứa nhỏ nào? Ừ, hai đứa nhỏ, hai cái bộ xương đó trời. Tâm nhắc lại. Ông hai gãi đầu khó hiểu: làm gì có hai đứa nhỏ nào chứ? Tú Linh ở kế bên cũng khó hiểu, tuy nhiên cô cảm thấy có chuyện không ổn. Tay trái của ông hai đang nổi những đường gân máu loang ra dày đặc như rễ cây, đen xì, da ông tái xanh. Cô trợn mắt lên, nhìn lên vai áo của ông hai, thấy có vết bàn chân con nít dính bụng. Cô chụp cây đuốc trong tay Tâm, quét ngang đầu ông hai. Ánh lửa từ cây đuốc vải liệm tỏa ra một vệt đốm lửa đỏ như đốm đốm ma, hiện lên hình ảnh hai đứa nhỏ đang đứng bằng một chân bên trên vai của ông hai. Hai tay chúng giang ra, ánh mắt lúc này đã trở thành màu trắng đục, cứ nhìn xuống hai người bọn họ nở một nụ cười nham nhở. Cả ba cây đuốc lúc này vụt tắt đi, kim dây đồng hồ của Tâm đang nhích từng chút quay ngược lại.
Hai đứa bé lò cò trên vai hai đèn, làm cho ông lắc lư qua lại. Đứa bên trái nhảy lên đáp xuống, làm cho ông hai sụm chân trái đi. Đứa bên phải thấy vậy cũng làm tương tự, thế là ông hai lại sụm chân phải. Tình thế vừa đáng sợ vừa buồn cười. Đáng sợ vì hai đứa nhỏ như hai cái xác trôi sông, da phồng lên đủ chỗ, cặp mắt đen ngòm, trong miệng thì chảy ra chất giải hôi thối. Buồn cười ở chỗ là ông hai cứ lặng qua lặng lại, miệng chửi 18 đời tổ tông cái thứ đang đậu trên vai mình. Dòng đu trên vai từ trước tới giờ nghe qua không ít. Nếu dòng ngồi choàng chân qua cổ, nghĩa là sau khi chết vẫn còn chấn dương tình cảm với người mà nó bám. Thường là vợ bám chồng, cha mẹ bám con cái. Dòng ngồi chồm hổm, nghĩa là người nó bám còn thiếu nợ hiện kim. Thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu đất đều tính vào cái loại này. Còn dòng mà nhảy lò cò, một là muốn chọc hai đèn, hai là có thù oán gì đó rất sâu nặng với ông ta, hoặc là cả hai cũng không chừng. Người bị dông ám cơ thể suy nhược dần dần vì bị hút dương khí, chết từ từ đau đớn, nếu trước đó không bị nó phá cho quá điên mà đột tử đi. Tình thế bên kia còn chưa biết như thế nào. Bên đây Tâm nhìn kim đồng hồ, thấy nó đang quay ngược lại, càng thêm hoảng loạn, nhất thời đứng ra như trời trồng. Tú Linh kêu khản cổ cũng không lay động. Biết là gặp chuyện, Tú Linh nhanh chóng lấy ra ba mũi kim, lần lượt châm lên trán và hai vai của Tâm, tiện tay vả mạnh một cái vào mặt anh. Tâm ngã dúi dụi, nhưng nhờ vậy mà thoát khỏi cơn mê man. Tú Linh la ngay: "Giờ phút chậu sâu lửa bỏng, phải giữ bình tĩnh mới được. Anh Tâm cứ đứng ra kiểu đó đó, sau này bị giật chết cũng kịp ngáp đó nghe." Tâm lắc đầu chạy khái, nhìn xuống đồng hồ, thấy kim đã quay thuận chiều thì cảm thấy khó hiểu. Tuy vậy hai đèn vẫn cứ la lên oai oái bên kia, nên anh không có thời gian mà hỏi. Lúc này Tú Linh mới chụp lấy một cây đuốc, gỡ vải liệm trên đó, rồi gắn qua một nhánh cây khác. Sau khi đốt xong thì ném nó cho Tâm. Tâm lớn ngớ chưa biết làm gì, Tú Linh mới quát: "Nhắm vào hai con ma trên vai chú hai, em ở sau hỗ trợ cho anh." Tâm mặc dù không hiểu, nhưng có đuốc rồi, sức mạnh tinh thần cũng lấy lại chút đỉnh, liền ba chân bốn cẳng chạy sang chỗ hai đèn. Hai đèn quát lên: "Thằng Tâm trời giật, quơ bậy bạ trúng rồi là chết với tao đó." Tâm la oai oái: "Chú hai đứng yên coi, hai con ma nó nhảy cà tưng vậy á, mà thêm chú quay mà mộng nữa, sao mà đuổi nó xuống được chứ?" Hai đèn bấy giờ mới tìm cách hợp người xuống, ý cho thằng Tâm dễ dàng đuổi hai cái dông hơn. Ai dè trọng Tâm vừa hạ thấp, Tâm lính quýnh sau đó mà quơ hụt, cháy xém một mảng tóc của hai đèn. Ông chửi ngay: "Mẹ đó, cái thằng trời đánh, muốn hại chết sư phụ mày hay gì?" Tâm gãi đầu: "Dạ chú hai thứ lỗi, tối quá." Hai đèn định chửi thêm cái gì đó, ai ngờ hai cái dông con nít đồng loạt nhảy lên, rồi dầm mạnh xuống, khiến cho hai đèn úp mặt xuống đất, nằm bất động đi. Tâm hoảng quá định nhảy vào đỡ ông hai, nhưng như vậy lại trúng kế của hai cái dòng, dụ Tâm tới để nhảy qua vai của Tâm, tiếp tục ám thằng lỗ ban tử thiếu hiểu biết này. Mai thay, Tú Linh ở đằng sau thấy tình huống nguy hiểm, liền phóng kim đi vun vút. Kim sượt ngang trước mắt Tâm, làm anh giật mình té ngược ra sau. Hai cái dòng vì vậy mà nhảy hụt. Tâm vừa ngước đầu nhìn lên thì chúng cười lanh lảnh, rồi ù té chạy đi. Rồi lại thêm hai tiếng khè, một tiếng meo ngân dài. Không gian tối đen của núi rừng Tà Bà bị thứ âm thanh này chiếm lấy. Đưa mắt nhìn quanh mà chẳng thấy gì, hai đèn thì vẫn nằm im trên đất. Hai người bên đây bắt đầu lo lắng, còn chưa biết làm gì, thì hai đèn bỗng nhiên đứng bật dậy, hai tay để ngang trước mặt, chân trái co lên và bắt đầu nhảy lò cò. Tâm quảng quá bò ngược trên mặt đất bằng mông, nhìn lên thì thấy hai cái dông con nít đã kịp bám lên lại. Tú Linh ngồi ở xa, thấy mấy chuyện vừa rồi liền chạy tới lôi Tâm trốn vào trong bóng tối. Tâm thở lên hồng hộc: Cái gì vậy? Khuôn mặt Tú Linh trở nên nghiêm trọng. Con tà miêu này không biết ăn bao nhiêu xác người và dông hồn, nhưng mà nó mạnh hơn em tưởng. Em nghĩ nó là thú nuôi của Diêm La Vương đó. Hả? Thú nuôi của Diêm La Vương? Nghe quái quá vậy. Quái cái đầu của anh á. Nếu đúng như lời Tú Linh nói, con vật được mệnh danh là thú nuôi của Diêm La Vương này đã trở thành thứ không thể đối phó được. Đơn giản là vì nó bất tử. Tà Miêu vốn được mệnh danh là kẻ quản lý hai chiều sống chết, có thể dễ dàng đi qua cửa hoàng tuyền mà không cần phải đáp ứng bất cứ yêu cầu gì. Nếu nó đang là bộ xương, hai đèn vừa giết nó lúc nãy,
thì nó lại trở thành vật sống, hiện thành hai cái vong ám trên vai của ông. Nếu nó đã sống dậy mà thực sự giết nó sẽ lại trở về hình dạng bộ xương. Cái vòng tuần hoàn vô tận này khiến cho nó trở nên bất tử. Hai đèn đã dính đòn. Tú Linh tuy là tổ lộ cứng cựa, nhưng chuyện diệt ma này cô không rành, còn Tâm thì quá gà mờ. Tâm trung rẩy nói: Vậy ra thứ kia thuộc về âm giới sao? Thật sự có địa ngục hả? Cái đó thì em không rành, nhưng tà miêu mà đánh không chết kiểu này thì chỉ có đường đó giải thích thôi. Vậy bây giờ phải làm sao? Chữ sau của Tâm ngân dậy, tựa như anh đã mất đi hy vọng. Tú Linh ngồi trầm ngâm. Tâm lo lắng là vậy, nhưng vẫn không quên đạo nghĩa thầy trò, lâu lâu lại lú đầu ra khỏi chỗ trốn, nhìn về phía hai đèn. Ông hai đang nhảy lò cò tưng tưng, lưỡi thè ra tựa như đang đánh hơi. Bất tình lình quay phát ngựa nhìn về phía Tâm, làm cho anh hết hồn, hụp xuống trốn không kịp. Ông hai vừa thấy Tâm thì nhảy như bay tới chỗ hai người đang ẩn nấp. Tâm trung cầm cập nói với Tú Linh: Linh ơi, trải à, hả? Trải à, chạy đó, anh lẹo lưỡi nuôi động, chạy, con tạm yêu tới. Tú Linh hiểu cái tình huống, liền kéo cổ áo của Tâm lôi ra. Vừa đúng lúc hai đèn, hai tay chụp vào cái chỗ trốn. Cả hai mất đà trên triền núi nên ngã sóng xoài, lăn hết mấy vòng. Tâm như hộp sữa bị người ta thả xuống dốc, vừa dùng tay chống lại được thì phát hiện cái hộp đựng thuốc để gọi lỗ ban thi. Anh vội nhặt lên, trong đầu bỗng nghe tiếng của Huyền Phát tiên tử: Thoa thuốc lên tay, đọc bùa tròn, nhanh lên. Tâm bối rối nhìn quanh, còn Hào đâu, Huyền Phát đâu, làm sao mà anh nghe được tiếng của cô ta? Sợ lại rơi vào ảo giác, Tâm gào lên: Mày lại, đừng hòng dụ tao. Huyền Phát cũng hét lên: Thoa thuốc nhanh lên, cái tên khờ này, muốn lỗ băng tử kia chết không? Đúng lúc này, Tâm nghe tiếng la của Tú Linh. Ngước lên nhìn thì thấy lờ mờ bóng hình nhảy lò cò của hai đèn đang đè lên người cô. Trong sát na, Tâm thôi do dự, anh mở hộp thuốc rồi thoa lên tay, đoạn bẻ một nhánh cây uống thành hình tròn, miệng đọc câu chú mà hai đèn đã truyền lại cho mình. Lúc đọc chú, giọng của Huyền Phát cứ văng vẳng: Tà miêu bất tử, nhưng không phải là không diệt được. Hay ở chỗ vòng lập của tà miêu lại bị bùa tròn khắc chế. Lập và tròn vốn là cùng tính chất, lỗ ban tử như ngươi phải biết vận dụng, tập trung sức mạnh của ý chí, yểm tà miêu vào cái bùa mà ngươi vẽ ra, nó bị nhốt trong đó, tha hồ mà luân hồi. Có hiểu ý ta nói hay không? Tâm nhắm mắt đọc chú, tuy vậy kêu hiểu ngay thì người khù khờ như anh khó mà theo kịp. Anh nói: Tiên tử à, tôi biết cô muốn tốt cho nên mới giải thích cho tôi nghe, nhưng mà cô càng nói tôi càng rối đó. Cô tóm gọn lại một câu cho tôi thôi. Đúng là tên khờ mà. 8 phút mà ngươi thi triển được, dồn nén nó lại, tập trung cao độ, thi triển trong vòng 10 giây. Tâm bắt đầu chảy mồ hôi hột. Tuy nhiên nếu gom lại như vậy thì anh làm được. Đối với Tâm, những thứ phức tạp như khẩu quyết hay kiến thức anh không nhớ nổi. Anh theo học hai đèn từ đầu tới cuối đều bằng cách vận dụng những thứ từ trước giờ anh tích góp. Tâm nhớ lại ngày xưa mình với ông hai có bẻ mấy trái gọn, môi chuột rồi nhét vô túi vải làm gối nằm. Tưởng tượng chuyển nén 8 phút thành 10 giây cũng tựa như vậy. Miễn sao làm được cái gối êm thì mới ngủ ngon. Từng bước như thế, những câu chú niệm bùa tròn bắt đầu linh nghiệm. Tâm mở mắt ra thì thấy cả núi rừng Tà Bạ sáng bừng lên, kèm theo đó là một luồng năng lượng ngũ sắc đang trút vào trong cái vòng tròn bằng cây mà anh uống. Huyền Phát cười lên đầy thích thú: Đúng, đúng rồi đó tên khờ, mau qua bên kia, trói tà miêu lại. Tâm hiện giờ đang chẳng suy nghĩ gì nhiều trong đầu, mọi thứ cứ diễn ra theo một cách tự nhiên, như trận gió rừng đang không ngừng thổi, như những tán lá cứ mãi đâm chọi, như bùa tròn trên tay anh. Tâm lao đến, đúng lúc hai cái vong choàng tay định leo qua vai Tú Linh, thời cơ đã điểm. Động tác nhanh lẹ dứt khoát, Tâm nắm hai tay của đứa trẻ, bùa tròn đang phát sáng choàng vào cụm tay của chúng, rồi kéo chốt làm cho bùa siết lại. Tà miêu không đề phòng, cũng không đánh giá cao Tâm mà đề phòng, bị bùa tròn của lỗ ban thê yếm, cả thân thể hai cái vong bị hút vào bên trong. Tà miêu hét lên thê thảm, từng tiếng khè khè meo meo đầy đe dọa lúc nãy bây giờ nghe như nó đang run sợ. Và rồi những âm thanh ấy cùng nhau tắt ngấm đi. 3-4 giây sau,
núi rừng buổi đêm lại trở về vẻ im lìm vốn có của nó. Hai đèn nằm trên nền đất, lăn qua lăn lại, tựa như mới trải qua một cuộc vật lộn tinh thần lớn nhất trong cuộc đời của ông. Tâm vừa cuốn Tú Linh xong, cô liền ngồi bật dậy, dùng kim châm để cứu hai đèn. Bàn tay Tú Linh nhanh thoăn thoắt kim từng mũi kim vào cánh tay, cổ, ót và trán của hai đèn. Tâm đếm ra cũng đến 100 mấy chục mũi kim châm trong vòng chưa đến 2 phút. Một lúc sau hai đèn mới dần ổn định. Tuy vậy, giọng nói vẫn còn rất yếu. Ông kêu Tâm lại, tay vịn vào vai anh. Thằng quỷ nhỏ, làm tốt lắm mày. Từ nay cứ vậy mà phát huy, nghe. Tâm cười, trong lòng cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Anh nói, dạ, thầy nào trò đó thôi chú hai. Cổ sơn tước lấy được rồi, tà miêu cũng diệt rồi. Mà con hao á, nãy giờ kiếm không có. Hai đèn nằm ngửa ra đất. Mày yên tâm đi, nó về bây giờ nè. Ủa, sao chú hai biết? Hai đèn chưa kịp trả lời thì từ trong đống lá gần đó đã nghe một tiếng sột soạt. Thứ chui ra chính là con hao. Vừa nhìn thấy Tâm thì quẩy đuôi, chạy đến chui vào trong cái túi vải trong sự kinh ngạc của Tâm. Hai đèn nói, mày nhớ lại đi, lúc mà mày dính đất ăn xác, nó chạy trốn khỏi tao với mày. Nghĩa là lúc đó tao với mày dính phải thuật luân hồi của tà miêu. Nếu nó ở lại thì cũng chịu chung số phận. Nó bỏ trốn vào một nơi thuận lợi, lựa dịp có thể nói được, sẵn tiện hướng dẫn mày cách diệt quái miêu. Tao nói rồi, con chó này khôn lắm, không có đùa được đâu. À, đỡ tao ngồi dậy cái. Tâm nghe kêu thì chạy đến kè hai đèn rồi nói, chú hai nói sao thì con biết vậy thôi. Giờ xuống núi được chưa chú hai? Hai đèn mới quay sang nhìn Tú Linh. Cô Linh có đi chung với hai thầy trò tôi luôn không? Tú Linh gật đầu. Dạ, con cũng tính xuống núi. Cho con quá trang một khúc, tới chân núi cấm là được. Tâm gom đồ trong lúc Tú Linh châm thêm vài mũi kim nữa cho hai đèn để chắc ăn. Tâm hì hục làm đằng kia, chủ yếu là chôn mấy bộ xương, cắm vài cây nhang, khấn vái đàng hoàng. Đương nhiên là làm theo lời chỉ dẫn của hai đèn. Hai đèn ngồi nhìn Tú Linh châm kim, buộc miệng nói, đệ tử của chị tỷ, vẻ ân cần này sao mà giống quá. Giống gì hả chú hai? Tâm chen ngang. Hai đèn cười chua chát rồi quay đi. Không có gì, giống một người lâu lắm rồi mà tao chưa gặp thôi. Tú Linh nhìn hai đèn cười. Dạ, bài học đầu tiên của sư phụ đó chú hai. Thầy thuốc thì phải có tâm. Hay là cô Linh về núi két với thầy trò tu đi, nghỉ ngơi cho lại sức, rồi sáng mơ đi đâu thì đi. Tú Linh lắc đầu thở dài. Con có nói với chú hai rồi, bạn con nó hóa xà niên, con phải đi kiếm đường cứu nó mới được. Hai đèn nhìn về hướng xa xăm, phía trước chỉ có màn đêm. Không biết ông đang nhìn cái gì. Khoảng nửa phút sau ông mới nói, vậy là cô Linh chắc cũng quen với thằng Hùng Bonsai hả? Tú Linh nghe nhắc tới tên đó thì khẽ khép mắt, đầu hơi nghiêng sang một bên, như cố che đi cảm xúc gì đó. Cô không trả lời câu hỏi, chỉ vỗ vai hai đèn vài cái rồi nói, xong rồi đó chú hai, nằm nghỉ đàng hoàng, vài ngày sau là khỏe lại thôi. Hai đèn sắp sống hết đời người, biết được Tú Linh có một nỗi buồn muốn giấu nên hiểu ý không hỏi nữa. Khoảng nửa tiếng sau, ba người bắt đầu xuống núi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Lỗ Bang Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 7 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.